Bộ Y tế đã công bố thêm 5 ca nhiễm COVID-19 ở Bình Thuận, đều liên quan đến bệnh nhân thứ 34 cũng tại tỉnh này. Trước tình hình đó, thì tỉnh Bình Thuận đã triển khai cách ly 2 tuyến đường tại khu phố 2, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, nơi có nhiều bệnh nhân cư trú trước đây. Theo đó, 2 tuyến đường phải thực hiện cách ly để phòng chống dịch COVID-19 gồm Hoàng Văn Thụ và đường Ngô Sĩ Liên. Việc cách ly trên sẽ được thực hiện kể từ 0 giờ ngày 13 tháng 3 đến 0 giờ ngày 3 tháng 4. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã thu thập 56 trường hợp có tiếp xúc diện F1 đối với các bệnh nhân đã được công bố ở Bình Thuận vào ngày 10 và ngày 11 tháng 3. Ngày 12 tháng 3, Viện Pasteur Nha Trang đã thông báo kết quả xét nghiệm dương tính. 2 tuyến đường trên là nơi cư ngụ của một số bệnh nhân vừa được Bộ Y tế công bố dương tính với COVID-19 từ tối cùng ngày.